Tâm mới về cái Vios nha anh chị Vios TRD Có nghĩa là bản thể thao á Phiên bản giới hạn á Bản này nó mắc hơn bản kia tới mấy chục triệu rồi anh chị Rồi Tâm nói luôn Tại sao cái mâm sao màu bạc mà mâm trước màu đen Mâm trước màu đen là mâm theo xe Phay đen, phay đen nha anh chị Phay đen đó. Mâm sao là nó bị trầy Thường đó là nó bị gì nè anh chị Để Tâm nói luôn Cái chỗ này nè Nó bị uh, ten 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 Y như là vết chân chim vậy đó Vết chân chim á tao thấy cái xe nó đẹp dày. tao mới đem hai cái bánh sau á đi phay lại luôn cho nó mới 100 phần trăm như bánh trước nè bánh trước anh chị thấy mới không đó bánh trước nó mới cỡ này và lớp theo xe nó còn dày phải nói là dày luôn tuần thứ 43 2017 nè anh chị và xe này là 2018 ô đô chạy chuẩn 38.000 năm vỏ theo xe còn dày cui cool luôn sơn riêng xe này tâm đánh giá là trên 95 phần trăm nha đèn đuốc nè anh chị coi nè bản TRD là nó có một cái body cái body theo xe và nó có tem theo xe thời điểm mua xe này á, của đứa bạn nó mua là gần 800 anh chị 780 700 mấy nói chung trăm mấy tâm rất là sợ nói sai nha nhưng mà thời điểm mua rất là cao thời điểm mua rất là cao đó hai cái mâm sau là nó bị chạy chỉ chỉ y như trùng chỉ vậy đó ngay chỗ hai cái logo đó, tâm đi phay lại chứ không có bị mớp không bị mé không bị xước gì hết nha bảo đảm với anh chị là mâm tròn xe luôn nhưng mà cái xe nó đẹp quá đúng ra là không cần phải làm bởi vì nó cũng cũng được nhưng mà thôi xe nó đẹp quá là cho nó tới công chuyện luôn bản, bản này là bản TRD nha anh chị 2018 38.000 cây năm vỏ theo xe còn dày cui cool luôn đó nước sơn rin là trên 95 phần cản kiết rồi là thấy dấu hiệu là còn rin hết nha anh chị nhất là bốn cái cửa với dè là rin hết cản thì có thể là cho phép tốt nhẹ nhẹ ở cái chỗ body thôi mà cản là có dấu hiệu là chưa tốt luôn 2018 mà chạy ba mươi mấy ngàn cây tâm bao cho anh chị là full lịch sử và bao chết hãng nha đúng đô đúng km xe cực kỳ đẹp nha anh chị à, hàng này là góc Bình Dương một chủ mua mới ba mươi mấy nghìn cây thì anh chị biết rồi đó sẽ cực đẹp anh chị rồi nội thất đây nội thất này anh chị Trần nĩ Nguyên Rin một chủ mua mới anh chị coi nha 38 ngàn không sai được nha anh chị xe chuẩn đẹp luôn á công tác này anh chị thấy công tác là anh chị biết rồi ha cực kỳ đẹp anh em. Anh không có nhà. Em cứ kêu người nhà nhận đi rồi anh chuyển khoản cho. Nó nhận nhận giùm em. Anh chị coi nha, đây, ốc bán nè. Cái xe này nó đẹp lắm anh chị ơi, rất là đẹp luôn. này à, tâm thấy nó đẹp quá mà mua chứ không vậy đó. Đây anh chị. 2018 nè. Này. này bên tâm bán cho anh chị là 395 nha. Đọc cái giá thì nghe nó hơi bị hơi bị sốc. Nhưng mà nhìn lại cái sản phẩm này thì quá hợp lý anh chị. Quá hợp lý. 6 lít 2 cho đường trường và 5 lít 1 cho hỗn hợp đường thành phố là 8 lít 1 nha anh chị nội thất mà nó mới cỡ này anh chị ơi mới rất là mới nếu ai mà thật sự đi tìm cái xe cọp beo để về đi cho nó đã cái ngư á, thì mua xe này còn ai đi tìm xe mà giá rẻ rẻ bình dân á, thì không phải xe này đâu bởi vì xe này ta mua rất là cao mà nếu như anh chị mua mà cảm thấy mà chưa có chưa có yên tâm thì tâm cho coi lịch sử chuyển tiền luôn nha thật sự là xe này tâm thấy nó đẹp quá đó bỏ thì uổng mà mua thì cũng tới mà không mua thì lại không có xe đẹp để phục vụ thì uh, xe này để dùng cho những người thật sự đi tìm xe đẹp đi ha còn những người mà đi tìm cái xe vừa vừa với cùi cùi á là không phải xe này nha anh chị không phải xe này nó quá đẹp anh chị hầu như là hàng ghế sau nó còn mới nguyên luôn nè đây là hàng ghế sau nè nó chưa có dấu hiệu mà xẹp xì gì luôn ghế trước cũng vậy ghế sau cũng vậy năm vỏ theo xe còn dày dập luôn chị thường là cái xe cái xe mà bản g là cái này nó sẽ bị lúng xuống mà cái xe này ghế không lúng luôn chị ghế không lúng luôn 38 mươi cây chuẩn xe tuyệt vời đó tấm bán cho anh chị là 395 bao hồ sơ nha anh chị bao hồ sơ xe đẹp giá thì không hề rẻ chứ đừng nói là giá rẻ nha giá không hề rẻ nhưng mà được cái bản thể thao đâu phải là bản g nếu bản g mà tấm bán giá này á thì anh chị nói là tâm bị sao đó bị thần kinh đi nhưng mà đây là bản TRD mà TRD thời điểm mua là nó mắc hơn gần cả trăm triệu mà anh chị đó, mua cao mới có xe đẹp bán chứ đây là vỏ theo xe thì anh chị nghĩ coi xe này đúng không tâm bao cho anh chị luôn km này mà có dấu hiệu tua là tâm chịu nha bao cho anh chị là km chuẩn xe 2018 38.000 cây số năm vỏ theo xe còn dày cui nước sơn riêng thì còn trên 95 phần trăm 90 phần trở lên tâm đánh giá xe này là trên 8 điểm rưỡi anh chị trên 8 điểm rưỡi chất xe thì tuyệt vời qua lăng cần số hả qua lăng cần số phải nói là không có một tí gì gọi là mòn luôn anh chị không có một tí gì gọi là mòn luôn anh chị coi qua lăng cần số nè đó cái xe đẹp lắm xe mà nó chạy ba mấy ngàn nó cực kỳ đẹp anh chị à, với giá hiện nay thì nó bằng nửa cái lúc mua mới thôi bằng một nửa lúc mua mới thôi anh chị hơn một nửa xíu thôi người ta đã khấu hao nhiều rồi giờ mình mua về là không còn khấu hao nữa đây anh chị coi nè qua lăng cần số nè quá đẹp quá xuất sắc anh chị theo xuất sắc cho con xe tuyệt vời à, nếu chị thấy mà chưa có vừa à, chưa có à, vừa lòng hả dạ thì xin hẹn anh chị là xe khác còn đây là một con xe tuyệt đẹp nha anh chị Xe tuyệt đẹp 61A 43661 TRD anh chị TRD thì nó có cái body Body nè Body xung quanh xe luôn Rồi cản gió Rồi body ở dưới cản sau Body bên hông Body cản trước rồi ha Đẹp Có cái tem theo xe nữa Và thùng bọng nè Mới tuyệt luôn anh chị năm vỏ theo xe Chưa thay cái nào Xe rất là riêng ha Chuẩn nha anh chị cực kỳ chuẩn đẹp ừ. quá ưng ý gầm bệ là bảy màu long lanh long lánh chưa hề rửa chưa hề dọn chưa hề vệ sinh nhưng mà xe rất là đẹp nha anh chị xe này tâm vừa về luôn thì nó có một hai cái vết trầy rất là nhỏ không đáng kể để về bán được luôn để về bán được luôn nha anh chị anh chị mua về là không tốn 1 ngàn Bảo đảm với anh chị Cái máy chạy đã lắm Nó phải ngon hơn Vios G chứ Bởi vì nó mắc hơn Vios G nhiều mà Nó phải ngon hơn chứ Y như vừa rồi tâm bán uh, GRS uh, GRS 2021 Tâm bán uh, 500 mấy chục triệu Hơn 500 triệu Khách chốt liền Không có xe bán luôn thực ra cái sản phẩm đó mua mới cũng 700 mấy anh chị 700 mấy Bán 500 mấy nó lịch với xe mới khoảng 200 200 hơn cách chốt liền luôn bởi vì à, xe đẹp thì không có đợi được không có đợi được phải tìm người đúng sở thích mua xe đẹp là mình chuyển giao ngay chứ mà đợi là rớt giá như xe này cũng vậy nè nó đẹp quá không phải bỏ qua được mặc dù là mình biết cái giá nó không hề rẻ nhưng mà bù lại cái chất xe nó đẹp anh chị bây giờ có tiền chứ đi kiếm cái xe đẹp mà ba mấy ngàn đời 2018 giờ hiếm lắm rất là hiếm và chất xe đẹp như vậy là khó tìm á nha anh chị nha khó tìm á xe là nguyên bản có màn hình có cam dê ghế bọc da theo xe chất xe tuyệt đẹp cửa cốp cabo là chưa có mở một con ốc nào hết tâm để là 395 2018 nha anh chị bản g nha à, phản xin lỗi bản t rồi đây t rồi đây là mắc hơn g khoảng bảy tám gì đó hồi thời điểm mua là bảy trăm tám là con nhỏ bạn nó mua á nhưng mà sau này nó khác rồi sau này nó không như không biết nó còn hay không thì uh, rất là sợ cái sự sai khi mà cái lời nói của mình đó, nó thiếu uh, nó nó có sự sai lệch một tí nhẹ đó là anh em sẽ vô bình luận rất là gắt gao thì tâm chỉ bán cái giá hiện tại thôi còn giá ngày xưa mặc kệ nó nên anh chị thông cảm bỏ qua giá hiện tại tâm bán là 395 bản TRD 2018 38.000 cây bao cho anh chị chết hãng và kiểm tra đúng hết mọi thứ thì chốt đơn sai tâm triệu Xe cực kỳ đẹp nha anh chị Mika đèn đèn đốt đồ sáng trưng luôn biển số bình dương 61 bình dương à, xe quá vừa ý anh chị ơi sơn riêng thì tâm đánh giá là 90 trở lên trên 8 điểm rưỡi nha anh chị trên 8 điểm rưỡi xe cực đẹp U lăng cần số nước sơn mình thùng gầm bệ ưng ý hoàn toàn ưng ý tuyệt đẹp anh chị nhìn cái mica đèn nè anh chị mica đèn nó chói chang luôn anh chị thấy không rồi nước sơn rồi nội thất rồi vỏ lớp rồi mọi thứ luôn nó tuyệt đẹp anh chị xe này cũng mua mua xe gì à, máy lạnh auto nha máy lạnh auto đèn bi Đây anh chị thấy cái đèn xi nhan nó cũng đẹp lạ lùng thì bây giờ bình thường cái xe bản g 2018 anh chị mua bao nhiêu rồi. 2018 bản G bây giờ phải từ 30 cũng 38, 39 thì mình mua tay này bản full luôn, bản cao cấp nhất luôn, mình đi cho nó đã. Bản thể thao anh chị. Nó lanh hơn, nó bốc hơn. Y như bản GRS á là nó hộp số là đa cấp luôn. Nên nó chạy sướng hơn bản G rất là nhiều. Và nó có phiên bản thể thao, nó có lại chỉ số là bản GRS. Đó nên tâm vừa đăng lên là cái ông anh đó ông chốt liền còn cái xe này là bản trd cũng là bản thể thao luôn mà nó còn mới lắm ốc tán nè anh chị thấy cái bát ốc rồi nè còn mới tinh nè thấy không cực kỳ mới và đẹp luôn à ba chín nha anh chị 395 bao hồ sơ đây anh chị coi cục abs nè cửa cốp cabo là chưa mở mặc dù xe chưa rửa nhưng mà còn rất là đẹp ô đô ba mấy ngàn keo chỉ riêng hết này, nó này còn mới trắng phếu luôn. Bảo đảm anh chị lên sẽ hài lòng và vừa ý với cái sản phẩm này. Mặc dù là nó đã qua 5 năm sử dụng rồi. 5 năm sử dụng rồi, nhưng mà bù lại cái là chất xe nó cứng. Và giá thành nó đã hạ rất là nhiều rồi. Anh chị đi tìm một con xe như vậy mà giá giá này thì đâu có xe đâu mà mua. Chất xe đẹp thì giá nó sẽ nói lên cái sự chuẩn mực của nó, chất lượng của nó chứ không phải mà cái xe nhìn chung là cái xe đó là phải đời vậy là phải giá vậy là không có anh chị không mua được xe đẹp đâu xe này đẹp lắm ưng ý lắm anh chị cứ chốt bảo đảm anh chị sẽ hài lòng chạy nó êm cực kỳ êm luôn nha anh chị êm ru luôn và còn rất là đẹp mới ốc tán bản lời là bảy màu luôn long lanh luôn thay nhất mới nha bao thay nhất mới cho anh chị bao cho anh chị là một cái xe nó chuẩn nó chuẩn từng từng ly từng tí luôn đó, mọi thứ luôn là không lỗi lầm gì hết keo chỉ nước sơn gầm bệ máy móc động cơ hộp số tuyệt vời Đó, màu nhớt này thì hơi ngã màu tâm sẽ thay cho anh chị một bình nhớt mới nha khi mà bàn giao xe thì tâm sẽ thay bình nhớt mới màu nhớt thì hơi đen nhưng mà không có bị ngập nước nha anh chị máy móc là riêng 100 phần trăm nha chưa mở một con ốc nào rất là ưng ý rất là đẹp với bản TRD 2018 38.000 cây số bao cho anh chị là full lịch sử chết hãng đăng kiểm thì còn tới tháng 6 năm 2024 đèn mica đèn gầm bệ máy móc động cơ hộp số tuyệt vời xe mà lên chạy mà anh chị chơi nữa thì thôi rồi luôn không còn biết nói gì luôn xe này ân ý anh chị lên chạy là thấy vừa ý liền bởi vì chất xe nó rất là vừa ý nha nó đẹp lắm tôi là đời 28 38.000 cây một chủ mua mới biển số Bình Dương bản này cao cấp hơn bản G bán cho anh chị là 395 bao rút hồ sơ biển số Bình Dương một chủ không lỗi lầm nha vỏ là năm cái còn theo xe hết cũng rất là dày thì cái cơ sở này và chất lượng này thì nó chứng minh được cái xe nó còn tốt nha anh chị đó, tem đồ còn mới lắm chất xe đẹp lắm anh chị thấy hợp lý thì alo cho Tâm nha 0917 215 512 địa chỉ xem xe là gần quỹ ban xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Nguyên tỉnh Bình Dương anh chị đi bằng Google là đại lý ô tô Di Tâm nha anh chị liên hệ Tâm để sở hữu em nó nha Tâm cảm ơn rất là nhiều ạ à.